Nhìn chị xem. Mấy đứa quấn đầu nhớ quấn nhẹ nhẹ nha, quấn chặt là họ sẽ bị đau đầu. Bác sĩ chuẩn bị vô lại kìa. Ngày 14. Còn để đó cho chị. Vô lại làm ở đây hay là làm bên nhiệt trang? Chưa biết. Có lẽ họ đưa thẳng lên trên này xuống thử. Đừng có đi. À, đúng rồi, đi thử rồi hướng ra ra đẹp hơn. Sợ xí nó che mũi mà yên ngoài như không 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 ý là cũng đẹp là được, không ra bao nhiêu nữa. Cái là có hướng hơi nghiêng thôi nhưng mà trên xuống là nhìn cũng đẹp hơn á, đúng không? Nấy cũng dài rồi. Giờ góc mộng tròn quay. Nắng đổ mà lần đây kêu đi chứ, đây đây chứ cho đã đi chứ tìm lần y giao lại cho nhân viên kêu những thầu bớt được chờ đời đâu biết được. Nhưng mà không có mà lo thì cũng được thôi. À, cứ rửa mặt đây rồi xí nữa chị kiểm tra rồi vậy nè. Quen quen. Nên biết 2 hay 3. Có cái mụn hồi trước đỉnh nhất luôn á cà lì. Chỉ móc thôi, không nặng luôn. Nguyên cái mặt là móc thôi. Mà móc cục muốn ra nguyên cục nấy, không có phải cần nặng nữa. Mắng đã lắm. Mà hồi nói chung hồi trước giờ chỉ có cái nữa thôi. Mà cái nó quay mấy cái, quay có cái thôi. Không, hồi trước á, hồi xưa hồi 135 á, quay được mấy cái chứ. Đỉnh dễ sợ. Hồi xưa có mấy cái mụn rỉnh gì này, giờ không tiện nữa. Hồi xưa họ để dành, họ nuôi mụn. Do trời tiệt phái rồi. Thu họ thấy mụn rồi.
con Hiền vừa rồi có cái video nó là cũng đỉnh nhất. Ừ. Mà Lan thì chưa là... làm ngày hồi trước giờ chưa thấy mặt mua. Thì đúng không? Y như có hình luôn mà. Ờ, à, đây như có đó. Ghép không luôn á. Nhìn xa mà vẫn thấy đen thui là biết cả mô rồi đó. Nhưng mà cái kiểu là ví dụ như quay gần mình tưởng một cái hộp muỗng là mình ghép. Giống như đồ giả. Ừ. Cái 5 phút rồi, thấy lâu vậy trời. Và cái là cao tài. Tại vì mụn. Ừ, và là cao tài. Hai ba ngày ba thuận ngày bà không làm thì bình thường bà làm mà ngồi mở đi bị chửi lần rồi đó. Ấy là nói bà đang làm còn bà ngồi nó thì bình thường. Bà Cali vừa rồi bị là rồi đó. Cali hồ quán cũ chứ. À, đừng có đụng chị nghe chị sợ quá. Ừ. Mình dễ quá kìa. Khách nói luôn mà. Khách nói xong rồi lòng mới nói mới đưa chứ. Nhắn tiền nói luôn mà. Nhiều người họ khó lắm. Kêu không có coi họ ra chi gì. Kêu không chú tâm vô làm á. Lo tập trung coi nữa vậy. Nhưng mà làm là không được coi gì hết trơn. Một không phải chạy xe vậy đôi. Nói chung là không có coi. Làm mà đang coi. Họ nói là đúng mà mình phải nghe chứ. Ở sao bà họ là không được đụng luôn điện thoại nữa kìa. Bữa hôm trước mình lon la cái ly vì rằng một đứa coi là đứa thứ hai sẽ coi. À, hiểu không? Ờ thì nó là lần nữa cái nãy chị đâu thấy. Chị đem bà thuận kìa. Cái tội làm ta để ý. Bên em nhanh hơn. Ý là không, mình không làm là mình có gì coi. Không có liên quan. Người nằm họ khó chịu. Muỗng đã gì? Mình đã biết rồi. Muỗng tròn, muỗng ú. Chụp cúp mình. Ừ. 10 phút rồi.